À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 8 tháng 3 năm 2020 nha. Thì hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Thì nhân dịp đây thì em cũng xin kính chúc tất cả các cô, các chị, các em và các em thì một ngày thật vui vẻ, may mắn và có nhiều thành công trong cuộc sống, và ngày càng xinh đẹp hơn ra nhau người. Thì em cũng không có gì hơn, thì nhà xin kính chúc tất cả các phụ nữ của Việt Nam thì một ngày thêm một ngày mới để được yêu thương. Rồi thì hôm nay thì hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha người. Đấy thì hôm nay được về có các loại lan là lộng dày này, bạch hổ hoàng, nhất điểm hoàng, hoàng thảo bạch đỏ, hoàng thảo giờ phi, và một số các loại lan khác nha mọi người. Rồi có gì thì em bán đó nha. Này rồi, trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu với kênh của em nha. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070-611-5694 nha. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Thì trên giờ tính chắc một số điện thoại mua bán hàng này nha. Nhiều lúc mọi người điện không được thì vui lòng nhắn tin cho em nha. Đấy, em sẽ chốt đơn hàng cho mọi người qua tin nhắn trong thời gian sớm nhất. Đấy. Rồi, em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ mua nha mọi người. Đấy. Rồi. À, đầu tiên số 1. Đầu tiên số 1 là một cái nguyên bản, người ta gọi là nguyên bản mèo hoang nha mọi người. Đấy. Đây là nguyên bản mèo hoang. Này mọi người chỉ về việc chơi thôi chứ còn không phải ghép gì nữa. Đấy. Đây là hàng nguyên bản nha mọi người. Đấy. Nguyên bản mèo hoang. Rồi, cái nguyên bản này là giá 150 ngàn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo. Nguyên bản số 2 là nguyên bản trúc lan. Trúc lan, một loại là lan cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Trúc lan, đây là hàng nguyên bản nha mọi người. Đấy. Nó mọc trên một cái cây này này, đó. Rồi, cái này thì mọi người về bỏ vào chậu mà xem thấy mỗi giá thế nó là được rồi. Đấy, là các bạn nó đã ok rồi nha mọi người. Đấy. Đó là cái nguyên bản trúc lan nha, 150 ngàn cho cái nguyên bản trúc lan này. Rồi tiếp theo, số 3 là lộng dày nha mọi người. Đấy, lộng dày 100.000 trên một phần. Đấy, một loại lan lộng cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Và cho hoa và có cái trái rất là đẹp này. Lộng này hoa rất là đẹp. Lộng này giống như hoa giống như chiếc dày nha mọi người. Đấy. Đây, mọi người về ghép chơi thôi. Đấy. Rồi, lộng dày nha mọi người. 100.000 trên một phần như thế này. Có 3 phần thôi nha mọi người. Đấy. Có 3 phần lộng dày thôi. Đó. Mỗi phần 100.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hàng số 4, kim điệp xuân người 100.000. Đấy, cũng có các bó và các cây như thế này người. Đấy, mùa này thì kim điệp xuân nó đã ra hoa rồi người. Đấy, hoa của kim điệp xuân rất là đẹp. Đấy, hoa màu vàng rồi. Rất là sai hoa luôn, nó có những cái bồi hoa rất là sai. Rồi tiếp theo số 5 là năm hoàng thảo long nhãn 50.000 một bó nhưng mà long nhãn này là long nhãn ở trên cây chứ không phải là long nhãn dưới đá nha mọi người. Đây, hoa long nhãn này thì rất là thơm. Đấy. 50 ngàn trên một bó. Đấy. Đồng người mua về sưu tầm thêm nha. Đấy. Rồi. Đó là long nhãn 50 ngàn một bó. Tiếp theo là số 6 là kiều cam còn bạch đỏ là 250 ngàn cho hai cái về này nha mọi người. Đấy. Đây là về bạch đỏ này, hoàng thảo bạch đỏ. Một loại lan đặc hữu của vùng rừng tâm nha mọi người, cho hoa rất là đẹp và sai hoa nữa. Đấy. Tới lúc mùa mạch và đỏ mà mọi người một cái dền này mà nó nở hoa thì thôi rất là nhiều luôn mọi người. Cái này nở hoa rất là sai. Đấy. Rồi hoa rất là đẹp nhưng mà cánh nó rất là bay bay như cánh của nhà hạt đó. Đó rồi đó là một cái dề của hồng đại bạch đỏ này. Tiếp theo là một cái dề kiều cam này đó. Đây nguyên dề nha mọi người. Đấy, hoa đã nở rồi nha mọi người, hoa đã nở rồi. Đấy, mùa này thì hoa được mấy cái dề bông luôn này, 1 2 này. Đó. 3 4 cái gì vòi bông luôn đó. Rồi, một về kiều cam và một về hoàng thảo bạch đỏ 250 ngàn mọi người đấy. 250 ngàn cho cái về vậy nè. Tiếp theo, phần số 7, hạt đỉnh trắng 150 ngàn mọi người. Đó.
là một mình có một bó như thế này. Này mọi người về trong làm được một chậu rồi. Đây là hạt đỉnh trắng nha. Đấy. Rồi, là một loại hạt đỉnh cho hoa rất là đẹp nha. 150.000 nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là đến lan nhất điểm hoàng nha mọi người. Đấy, một loại lan hoàng hoàng thảo long và dòng nhất điểm. À, cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy, nhất điểm hồng và nhất điểm hoàng. Cái này là nhất điểm hoàng nha mọi người. Nhất điểm hoàng là cho hoa nó cực kỳ đẹp rồi. Mùa này thì nó đang có những cái nụ hoa nha mọi người. Đấy, trên cái đầu này, phát hoa trên đầu này. Đấy, lan của nhất điểm hoàng thì khá là đẹp rồi đó. Đấy, em chia một vàng 100.000 cho một người sưu tầm. Đấy. Số 8. Đấy. Này cũng là 100.000 nha mọi người. Đó, nhất điểm hoàng. Đấy. Một loại lan hoa rất là đẹp. 100.000 nha mọi người, một phần giống nhau nha. Đấy. Rồi. À, mùa này thì hoa nhất điểm hoàng đang có những cái bắp hoa trên đầu ngọn này nha mọi người. Đấy. Nên mọi người về mua về ép về thì có hoa chơi luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là đến phần bạch hổ hoàng nha mọi người. Số 9, 100.000 trên một phần, gồm có các nguyên bản và có các phần rời. Đấy. Đa số là hàng rời nha mọi người. Đấy. Đó, một phần như thế này là 100.000. Hoa của nhất điểm hoa của bạch hổ hoàng này rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Một số cái là nó đang hoa, một số cái là nó vẫn còn có cái búp như thế này. Hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Này. Hoa của bạch hổ hoàng là cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Đấy. Cánh trắng hồng đỏ. Rồi một số cái lên nó hoa, một số cái là hết hoa rồi người. Đấy. Rồi. Bốn phần rồi, mỗi phần là 100.000 nha mọi người. Đấy, giống nhau đấy. Hàng bạch hổ hoàng thì nó chỉ có như vậy thôi. Tiếp theo là phần số 10, hoàng hậu rừng, 100.000 trên 3 bó nha mọi người. Đấy. Hoàng hậu rừng, đấy, một bó này, hai bó, ba bó, 100.000 ba bó nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo. Đó, 100.000 ba bó hoàng hậu rừng. Đấy. Rồi, đó là phần số 10, hoàng hậu rừng nha mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay là đến phần lan hoàng thảo dạ phi nha mọi người. Đấy. Một loại lan nói chung là cũng rất là hiếm mà. Đấy, ít lan cũng là hiếm gặp. Thì hôm nay là đúng em về được có hai cái gì hoàng thảo dạ phi này. Đấy. Và đặc biệt là nó đang có hoa nha mọi người. Một loại hoàng thảo dạ phi cho hoa rất là đẹp. Cái này không phải là đuôi gà đâu nha mọi người, không phải đuôi gà trầu, đuôi gà ấy gì đâu nha, là hoàng thảo dạ phi nha. Đấy. Cái hoa của hoàng thảo dạ phi cực kỳ đẹp, kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Đây, mặt hoa của nó rất là đẹp luôn, rất là ok luôn nha mọi người. Đấy. Đó, cánh trắng hồng còn có những cái kẽ như thế này. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Này đang hoa luôn nha mọi người. Hoa này nhìn nó trông là giống đùa gà này nha, một số người là đang rất là nhầm lẫn. Đó. Rồi. Mùa này thì đang hoa luôn nha mọi người, rất là sai bông luôn này. Đó. Này là những cái thân nó đã đủ dinh dưỡng rồi. Này năm trước nó ra rồi này, năm nay nó ra trên ngọn này. Đó. Còn đây là những cái thân tơ, này những thân tơ mùa sau sẽ ra hoa nha mọi người. Đấy. Đây là thân tơ chưa hoa ra hoa đâu. Còn đây những cái thân đã đủ dinh dưỡng này. Đây, ví dụ như cái này nó đã đang ra hoa này. Mùa sau thì tiếp tục nó sẽ rụng lá lên ra hoa cái cây này nữa. Đó, đó là cái đặc điểm của lan hoàng thảo dạ phi nha mọi người. Đấy. Hoa cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy. Rồi. Hoa có những kẻ sọc rất đẹp. Đó. Rồi cái phần số 11 dạ phi 300.000 cho cái hai cái dề dạ phi này. Đó. Đây là dề đầu tiên này, này một dề này. Rồi tiếp theo là dề thứ hai này, đó. Rồi, hoa đang dề này thì đang hoa, đó. Rồi. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Này là hàng này cũng rất là hiếm này. Đây, mà số 11 300.000 cho dề dạ phi này, hai dề dạ phi nha mọi người. Đấy. Tiếp theo phần số 12 400.000 cho cái dề dạ phi to này nha mọi người. Đấy. Đây. Đây là nguyên một dề dạ phi to bự chát luôn. Đấy. Người có thể về làm một chậu to bự chát rồi. Cái này là nó đã ra hoa tàn rồi nha mọi người. Đấy. Đây, một số cái là đã hoa tàn rồi. Còn thân tơ khá là nhiều luôn. Đấy. Đây là những thân tơ cho mùa hoa sau đây. Đấy.
cái hòn thảo Gia Phi là mùi phân biệt, nó có những cái tím ở đây này này đó, khác với đùi gà đấy, khác với lan đùi gà nha mọi người đấy. Rồi sắc tố tím 400.000 cho cái gì Gia Phi này nha mọi người đấy, rất là đẹp luôn đấy. Rồi tiếp theo đánh một loại lan, đó là hòn thảo bạch đỏ. Hòn thảo bạch đỏ là một loại lan đặc hữu ở vùng rừng Tâm nha mọi người, chỉ có con Tâm mới có thôi nha mọi người. Rồi hàng nguyên bản này là hàng nguyên bản, mỗi phần là 250.000 nha mọi người. Phần 13 220 250.000 cho hai cái nguyên bản này đó. Đây là nguyên bản hòn thảo bạch đỏ. Hòn thảo bạch đỏ thì cái một cái dòng lan là đây, mọi người thấy trái của nó này, hoa rất là to, cánh mùa nở rất là sai hoa và cánh rất là bay bổng, rất là đẹp nha mọi người đấy. Hàng này hàng nguyên bản thì mọi người chỉ về chơi thôi. Cái dòng vạch đỏ thì nó xưa cây như thế này, xưa về như thế này nha mọi người, nó không có cái gì to đâu nên nó chỉ được như thế này thôi. Đó là đặc điểm của dòng hoàng thảo vạch đỏ, nên mọi người tìm những cái gì lớn cũng rất là khó, hầu như là không có luôn đấy. Rồi đó là hai nguyên bản 250.000 nha mọi người đấy. Phần 13 tiếp theo, phần 14 250.000 cho hai cái nguyên bản này đó. Đây nguyên bản đầu tiên này, này nó bong ra người ta dùng cái xà lạc người ta cố định lại tí nha mọi người đấy. Rồi đó là nguyên bản đầu tiên, tiếp theo là nguyên bản số 2 này đó. Đây nguyên bản số 2. Rồi đó là phần số 14 250.000. Tiếp theo phần số 15 250.000 cho ba nguyên bản này nha mọi người. Rồi nguyên bản đầu tiên này đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản thứ hai. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nha mọi người đấy. Rồi cái hòn thảo bạch đỏ nó chỉ như thế này thôi đấy, nguyên bản nó như thế này thôi. Rồi tiếp theo là đến 16 250.000 cho 4 nguyên bản nha mọi người đấy. Đây là nguyên bản đầu tiên này đó. Tiếp theo là nguyên bản thứ hai, tiếp theo là nguyên bản số 3, rồi tiếp theo là nguyên bản số 4. Rồi 250.000 cho 4 nguyên bản nha mọi người. Rồi tiếp theo số 5, 250.000 cho các nguyên bản này. 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 3 này, 4 này. Rồi là 17 250.000. Tiếp theo phần 18 250.000 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Rồi 6 nguyên bản nha mọi người, 6 nguyên bản 250.000. Rồi rồi tiếp theo đến phần 19 nguyên bản 200.000 nha mọi người đấy. Đây còn có các nguyên bản nhỏ hơn nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nha mọi người đấy. 5 nguyên bản 200.000 nha mọi người đấy. 19 200.000. Tiếp theo 20 cũng 200.000 nha mọi người. Đây hàng là nguyên bản nhỏ hơn nha mọi người. Mà nhỏ hơn nhưng mà rộng ra hoa bình thường nha mọi người. Đấy, dòng bạch đỏ này thì nhỏ rất là ok. Đấy, mọi người thấy nhỏ thì vẫn ra hoa này. Vết hoa rất là nhiều nha. Đấy. Đó. Rồi, hai nguyên bản này. Ba nguyên bản này. Bốn nguyên bản này. Năm nguyên bản. Rồi. Năm nguyên bản 200.000 nha mọi người. Đấy, 20. Tiếp theo 21 150.000 cho nguyên bản nhỏ này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Rồi, 8 nguyên bản nhỏ 150.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo đến phần số 22, 150 cho 3 dề nha mọi người. Đấy. Đây cái phần này là 150 3 dề hết nha mọi người. Đấy.
Do có thể chia được, có anh em cố gắng chia nhỏ ra hơn cho mọi người đấy. Rồi 150 ra cho ba cái dê như thế này, nhưng mà đấy, hàng dê đó. Rồi 150.000 cho ba cái dê bạch đỏ này nha mọi người đấy. Đấy, mùa hoa bạch đỏ này, tới mùa hoa là nó rất là sai luôn mọi người đấy. Nở kinh khủng luôn á. Rồi ba dê 150 nha. Đấy, hai ba đó, em đã cân đối rồi, thằng nào giống nhau phần nào rồi nha mọi người đấy. Một này, hai, ba dê đó, ba dê nha mọi người, ba dê là 150 đấy. Giống nhau hết nha mọi người. Nó thì chỉ hàng dê nhỏ như thế này thôi, cái dòng bạch đỏ này nó không có gì to bự đâu nha mọi người đấy. Nó chỉ nhỏ nhiêu đây thôi đấy. Rồi 150 cho ba cái gì như thế này nha mọi người. Rồi rồi tiếp theo đến ngày hôm nay thì đến phần hoàng thái bạch đỏ trong 150.000 cho 5 đến 6 dê nha mọi người đấy. Hàng trên nó thì 3 dê loại dê lớn, phần này là hàng 5 đến 6 dê nhỏ, hàng dê trung á. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 dê này đó. 1 2 3 4 5 đó, 5 dê nha mọi người đấy. Đây mọi người thấy trái của hoàng thái bạch đỏ này, hoa hoa rất là to nha mọi người, hoa to đẹp đến vậy đó nha. Mọi người có thể lên Google search cái hoa của hoàng thảo bạch đỏ là nó sẽ ra nha. Đấy, đó là phần 5 cây đấy, 5 dì, 5 dì, 5 dì hoàng thảo bạch đỏ đấy. Rồi là mọi người mua thì mọi người có thể loại 3 dì hay là 5 dì nên mọi người báo lại cho em biết nha. Đấy, 5 dì nè, đây cũng 5 dì, từ 5 đến 6 dì nha mọi người, nhỏ hơn thì em bỏ 6 dì đấy. Rồi mọi người làm giống 150.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì. Rồi 150.000 nha mọi người. Tiếp theo đánh có một phần giống thôi, 150.000 cho một phần và trội giống 150 đấy, không có các cây như thế này nha mọi người đấy. Rồi 150.000 cho cái phần hoàng thảo bạch đỏ giống này. Đó, này là cũng 150.000 nha mọi người đấy. Này loại giống, nó là loại giống này. Đó, rồi tiếp theo là đánh phần số 25 lồng sò 100.000 nha mọi người đấy. Còn có một có lọng này, này cũng lọng luôn nha mọi người đấy. Này ngọc lan này, ngọc lan à, một về phụ nữ rừng nha mọi người đấy. Rồi phần lồng rộng này là 100.000 đấy. Rồi 25 tiếp theo là đến phần 26 phụ nữ rừng 100.000 cho một phần nha mọi người đấy. Đây phần gì như thế này đấy, đây hai về này đấy. Hoa của bộ phụ nữ thì nó lên từ đầu ngọn nha mọi người đấy. Đây, lấy một cái bồi hoa dài lên như thế này nha mọi người. Đó, 2 này, 3 này, đó. Rồi, 3 dây 100.000 nha mọi người. Đấy. Phụ nữ rừng. Tiếp theo một nguyên dây 100.000 cho một bộ dây như thế này nha mọi người. Đấy, hàng dây này. Đấy, nguyên bộ nha. Đấy, một dây một. Đó, 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là một cái combo đấy. Combo lồng sậu nha mọi người, 250.000 cho cái phần combo này. Đấy, gồm có các cây này. Này là quế tháng 8 nha mọi người, quế trắng á. Đấy, một cái bụi quế trắng này. Đó này sơn cá này. Đấy, sơn cá. Giống sơn cá nha mọi người, em cái đấy. Tiếp theo là đánh lọng nha mọi người, đấy. Lọng này. Này vụ nồi rừng này, bụi lọng này, đó. Này có một bụi lọng này, này là cây rau rồng nha mọi người, đấy, rau rồng, đấy, rau rồng và một kia này, hai dây rau rồng này, đó, rau rồng luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cái
bó kiếm xích ngọc nha mọi người. Đấy, bó kiếm xích ngọc. Rồi cái combo này là giá là 250.000 nha mọi người. Đấy, 250.000 cho cái combo này. Rồi tiếp theo là đến nhá. Phần lồng sọ 100.000 cho hai cái gì đó. Nhất là một cái dề lỏng rất là đẹp nha mọi người. Đây, một cái dề lồng. Lồng lá to nha mọi người. Cái này hoa rất là đẹp đấy. Đấy. Tiếp theo một cái dề lồng nữa. Đó. Rồi. 100.000 cho hai cái dề này nha mọi người. Đấy. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay là đấy nhá. Phần cuối cùng, phần 30 nha. 30 là địa lăng kiếm tứ thời. 50.000 cho một bó nha mọi người. Đấy. Đây, một bó như thế này là 50.000 nha. Đấy. Rồi. 50.000 cho cái bó địa lăng kiếm tứ thời này nha mọi người. Đấy. Hoa lăng kiếm tứ thời thì cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đây cái cần hoa, cái vòi hoa của nó rất là dài luôn nha mọi người. Đấy. Đây có lên và có hoa này, đó. Cần hoa nó rất là đẹp, hoa rất là thơm nha. Đấy. Rồi, đó là địa lan kiếm tứ thời. 50.000 cho một bó nha mọi người. Đấy, một bó 50 thôi. Đấy. Rồi cho mọi người mua một bó về trồng một chậu sưu tầm. Đấy. Đây mọi người thấy cái cần lan rất là dài này, từ gốc lên tới ngọn luôn, vượt ngọn luôn. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 070-611-5694 nha mọi người. Đấy. Trường hợp mọi người điện thoại không được thì mọi người nhắn tin giúp em nha. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn cho mọi người. Đấy. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này này. Đấy, và bấm vào chuông thông báo để nhận tất cả các clip mới nhất về kênh. Đấy. Rồi. Một lần nữa thì em xin chúc tất cả mọi người một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.